Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Tô Đình Khánh và vợ cùng lộ diện sau đám cưới tiết lộ chuyến từ thiện tại mái ấm ở Củ Chi. Mới đây đôi vợ chồng son, Tô Đình Khánh và Trần Thị Thương đã cùng nhau livestream trò chuyện cùng khán giả sau một tuần chính thức về chung một nhà có thể thấy tô đình khánh và trần thị thương đã dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống cũng như sức khỏe sau thời gian tất bật lo cho hôn lễ tại đây đình khánh và bà xã đã cùng nhau chia sẻ về nhiều vấn đề đồng thời giải đáp những mối quan tâm của khán giả về cuộc sống của một người đặc biệt như chàng trai không chân qua đây thương trần cũng có dịp trải lòng với khán giả về khoảng thời gian mới yêu nhau của hai vợ chồng Suốt buổi livestream chàng trai không chân nhiệt tình tư vấn cho khách, đồng thời nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả. Khi được hỏi tại sao không nghỉ ngơi hoặc đi tuần trăng mật, Tô Đình Khánh cho biết anh và vợ thống nhất sẽ dùng số tiền đó để đi làm từ thiện. Khi được chồng tự tay đi giày vào chân, thường vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Đặc biệt sau khi nghe những lời tâm tình của chồng mình và biết được ý nghĩa vì sao anh lại tặng cho mình món quà này, cô càng cảm động. Thật sự dù chỉ là món quà nhỏ nhưng nó lại mang ý nghĩa rất lớn đối với cặp đôi vợ chồng Tô Đình Khánh không đi trăng mật, trích tiền cưới để làm từ thiện. Những ngày vừa qua, đám cưới cổ tích của chàng không chân Tô Đình Khánh và Trần Thị Thương đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc và yêu mến của mọi người. Câu chuyện tình yêu của Đình Khánh và bà xã đã truyền rất nhiều năng lượng tích cực cho người có cơ thể đặc biệt nói riêng và xã hội nói chung mang trong mình một đôi chân không lành lặn thế nhưng trái tim đình khánh thì luôn đông đầy tình yêu thương anh thường xuyên tổ chức những chuyến thiện nguyện giúp đỡ bà con cứu trợ những hoàn cảnh khó khăn và mới đây sau khi về chung một nhà với trần thị thương đình khánh đã có những lựa chọn đặc biệt khiến ai cũng phải ngợi khen đình khánh và vợ lựa chọn đi thiện nguyện thay vì hưởng tuần trăng mật như bao cặp đôi khác theo đó, Đình Khánh đã đăng tải những khoảnh khắc anh chàng cùng vợ đến thăm một mái ấm ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Song hơn cả sự nhân ái, bài viết càng thêm phần ý nghĩa khi Đình Khánh tiết lộ việc hai vợ chồng sẽ không đi tuần trăng mật, dành toàn bộ ngày cuối tuần rảnh rỗi để đến thăm các trẻ em khuyết tật tại nơi đây. Cặp đôi đã có những phút giây chia sẻ, trò chuyện cùng các bé có hoàn cảnh éo le tại mái ấm. Ngày Chủ nhật ý nghĩa cùng gia đình, hai vợ chồng Khánh Thương không đi tuần trăng mật. Thay vào đó, vợ chồng Khánh chọn đi thăm các bé có hoàn cảnh đặc biệt ở mái ấm Thiện Duyên, Củ Chi. Vợ chồng Khánh trích 10 triệu đồng từ tiền mừng đám cưới để mua sữa, biển tả, mì và gạo cho các bé mong sao các bé luôn khỏe mạnh và may mắn hơn trong cuộc sống đình khánh chia sẻ trên trang cá nhân đại gia đình nhà đình khánh đã có một cuối tuần vô cùng ý nghĩa bên các em nhỏ sau khi bài viết được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ sự thắng phục và ngưỡng mộ trước tinh thần giúp người, giúp đời của vợ chồng Đình Khánh. Thay vì thưởng cho bản thân một chuyến du lịch nghỉ dưỡng, thì cả hai lại quyết định trao tặng những món quà cho các bé bị bỏ rơi tại mái ấm. Số tiền 10 triệu đồng có thể với nhiều người không đáng bao nhiêu, nhưng đó lại là tấm lòng nhân ái vô cùng cao cả. Khán giả đã rất xúc động trước việc làm của vợ chồng Đình Khánh và Thương. Mình đã rất xúc động khi nhìn thấy những hoàn cảnh kém may mắn của các bạn cảm ơn gia đình khánh đã có lòng hảo tâm quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh một việc làm quá ý nghĩa thay vì việc dành tiền cho niềm vui riêng của hai vợ chồng hai em đã tạo ra niềm vui cho rất rất nhiều người thật là tuyệt vời vợ chồng em làm việc thật là ý nghĩa chỉ chúc vợ chồng em hạnh phúc viên mãn bình luận của độc giả bên dưới bài đăng của trang không chân nếu thường xuyên theo dõi đình khánh chắc hẳn ai cũng biết anh rất tích cực trong công việc thiện nguyện từ thành lập quỹ giúp đỡ những mảnh đời thiếu thốn hỗ trợ bà con trong thời điểm dịch bệnh hay bão lũ về đình khánh đều không vắng mặt lần nào những gói quà tuy nhỏ nhưng lại giúp ích bà con được phần nào đó trong quãng thời gian khó khăn nhà đình khánh đầy ấp thực phẩm mỗi lần đi thiện nguyện những món quà tuy nhỏ nhưng lại được trao đi bằng tất cả sự chân thành lo lắng của trái tim nhân ái là một người luôn lan truyền những thông điệp tích cực nên đình khánh cũng nhận được rất nhiều lời mời tham gia dự sự kiện truyền cảm hứng truyền động lực cho những bạn trẻ đang trên vên trên đường đời tàn nhưng không phế đình khánh luôn không ngừng trao dồi cũng như nỗ lực rèn luyện bản thân sống trọn một thời thanh xuân và mang đến giá trị đẹp đẽ cho những người xung quanh hiện tại khi đã về chung một nhà với trần thị thương đình khánh càng có thêm động lực để lan trọng sự nhân ái khi có một người bạn đời và đôi chân để luôn cùng anh song hành trong những dự án ý nghĩa khác. Bạn nghĩ sao về quyết định của vợ chồng chàng không chân? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận phía bên dưới nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.